đi chơi đây. Ô cái gì đấy? Ồ, khách sạn 5 sao á? Đây là khách sạn 5 sao này. Mày đùa tao à? Đây khách sạn 5 sao á? Ừ. Chả thấy lối vào luôn ấy, mày đùa tao. Mày đùa tao à? Bạn làm rất lạ, hi hi đồ chó. Ok và hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Dạ và mình là Ender. Dạ và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm ra một cái ngôi nhà. Và nó chỉ có kích cỡ là một block cho đến một block rưỡi thôi. Ok. Đó, nó chỉ cỡ này thôi này. Và nguyên liệu cần có của chúng ta để xây cái căn nhà như vậy thì đây, command block này. Rồi cái một block bất kỳ, một cái máy so sánh đá đỏ, một khối bất kỳ nữa, và một cái đuốc, một cái cửa. Và cửa thì các bạn có thể một chọn một cái cửa bất kỳ nhá. Ok. Và đầu tiên thì các bạn cần chọn một vị trí đẹp. Đấy, các bạn có thể chọn bất kỳ vị trí nào nhá. Mình sẽ để ở đây. Và các bạn có thể là xây như vậy để trông cho nó giống nhà hơn bình thường một tí. Đó, các bạn có thể xây như vậy. Đó. Và tiếp theo thì các bạn cần đục xuống như vậy. 1, 2. Rồi. Sau đó các bạn để một cái command block ở đây và một cái command block ở đây. Rồi các bạn để một cái máy so sánh đá đỏ ở đây. Và ở cái phần này thì các bạn viết một cái lệnh, đó là ok. Và sau đó các bạn chỉnh thành repeat và away activity. Đó, và chúng ta đã xong được một phần cái nhà rồi đấy. Bước tiếp theo thì các bạn cần chọn một vị trí để xây một cái căn nhà thứ hai. Và căn nhà này cần rộng hơn cái bé tí 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 này nhá. Và các bạn có thể chọn là một là trên trời, dưới biển hoặc là trong lòng đất. Và mình thì mình sẽ chọn ở trong lòng đất nhá. Rồi và ở dưới lòng đất ấy thì các bạn xây như bình thường. Xây một căn nhà đấy. Đó. Và ở dưới lòng đất thì các bạn cần xây một căn nhà nhá. Căn nhà thì các bạn muốn xây thế nào cũng được. Nhưng mà căn nhà đấy thì bắt buộc nó phải đồng chất liệu với lại cái căn nhà siêu nhỏ kia. Cái block mà dùng để làm nhà siêu nhỏ đấy chính là block gỗ này này. Đó, mình sẽ làm một căn phòng từ gỗ. Đây, đây. Six and a half hours late. Rồi và sau khi các bạn đã có một căn phòng như thế này rồi thì các bạn chỉ việc là cắm đuốc vào trang trí thôi. Trang trí thì thế nào cũng được nhá. Và mình thì không có thời gian nên mình chỉ cắm đuốc thôi. Vì công việc này khá là lâu đấy. Đó. Đó như vậy. Và sau đó thì các bạn cần chọn một vị trí ở giữa nhà này này. Đấy, ví dụ như là ở điểm này. Đó. Nhưng mà nó chỉ được ở phép ở mỗi cạnh của căn nhà thôi. Và các bạn tìm một vị trí bất kỳ nhá. Sau đó các bạn ghi một lệnh. Sau đó các bạn ghi lệnh là TP và ba dấu ngã. Và tiếp theo thì các bạn cần quay trở lại vị trí của cái nhà siêu nhỏ. Rồi các bạn nhớ kỹ cái điểm. Cái điểm mà các bạn đã đến đấy. Cái điểm mà lúc nãy mà nó sẽ đã TP đấy. Là 2352966. Rồi các bạn ghi là TP A cộng P. Và các bạn ghi cái tọa độ lúc nãy vào nhá.
Đó, và sau khi đó thì các bạn bước vào thử nhá. Này, 1, 2, 3. Piu. Đó. Các bạn đã đến cái căn phòng này rồi. Đó, rất là hay. Và cuối cùng thì các bạn cần đập phần này ra này. Đó, như vậy. What the fuck? Wow. Mình đào vớ vẩn mà sao nó lại trúng cái phần gì trông lạ thế này. Wow, hay đấy. Đó các bạn xây như vậy. Này. Đó và các bạn xây lõm vào trong như vậy một tí. Chỉ xây lõm một tí thôi. Sau đó các bạn đục xuống dưới y như lúc nãy. Đó như vậy. Và sau đó các bạn lấy hai cái command block các bạn để y như lúc nãy. Và cái để cũng để cái máy so sánh đá đỏ như lúc nãy luôn. Và câu lệnh ở cái command block này thì cũng như lúc nãy thôi. Đó chính là test for a cộng e r bằng 3. Đó. Và cái block này thì các bạn lại phải chỉnh y như lúc nãy nhá. Đó, away activity và repeat. Và cái lệnh ở command block thứ hai thì các bạn phải tìm lại cái chỗ lúc nãy. Rồi và các bạn ra đằng sau của cái nhà siêu nhỏ này. Các bạn tiếp tục ghi là TP. À, TP ba dung ngã. Đó. Lệnh tiếp theo đó chính là 220.7.8.51. Ok. Và mỗi map nó sẽ có một cái địa chỉ, nó sẽ có một cái tọa độ riêng. Và các bạn đừng ghi giống mình. Giống mình tí sai lại bắt đầu chửi chửi thì hơi bị mệt đấy. Nào. Lệnh là 220.7.8 và 51. Và bước cuối cùng thì các bạn lấp lại. Này. Rồi các bạn lắp cánh cửa vào đây. Đó. Ok và chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Đây các bạn nhìn này. Rít. Piu. Các bạn đã quay trở lại căn nhà. Và các bạn đi ra đằng trước các bạn. Rít. Bùm. Các bạn đã quay trở lại đây. Đó. Và nếu các bạn thấy cái dòng you have been teleporter và một cái tọa độ nào đó và các bạn thấy nó khá là phiền thì mình có một cách giải quyết đây. Đó chính là các bạn ghi một cái lệnh. Và một cái lệnh nữa. Rồi và chúng ta đã thực sự hoàn thành cái này rồi. Đấy, và các bạn lấp cái lỗ này lại. Và các bạn cũng đừng quên lấp cả cái phần bên trên này nữa. Nhìn trông ngứa mắt vãi. Nào. Rồi. Này các bạn nhìn nhá. Rít. Bùm. Này. Đó nó sẽ không còn hiện cái dòng teleport đến đâu và đến đâu nữa. Và các bạn chỉ cần đi một cái ra luôn. Nhìn trông rất là ảo diệu. Đó. Đó, đó. Ok và nếu bạn thích cái nhà siêu nhỏ này thì các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất và cũng như là để ủng hộ mình. Ok.